Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ cùng phân tích cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số đổi đời sau cái ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Vậy thì sau ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, những con giáp nào là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Hầu hết những ngày này thì mọi người cũng đều được nghỉ ngơi thảnh thơi có một ngày để cho quý vị làm những điều mình thích. Đó. Và sau ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch bắt đầu khởi đầu một cái công việc mới, thì sau đây sẽ là những con giáp cực kỳ may mắn, dễ được lộc trời ban, dễ có cơ hội giàu sang phú quý. Đấy. Vậy thì đó là những con giáp nào? Thưa quý vị, chúng ta cùng phân tích nhé. Như quý vị đã biết ấy, thì mỗi người sinh ra trong đời ấy, thì đều có một cái số mệnh khác nhau. Và cái số phận của mọi người thì không ai giống ai cả. Đấy, có người thì gặp khó khăn lúc này, nhưng mà lúc khác lại may mắn sẽ đến với họ. Có người hôm nay họ gặp phải thất bại, phải ê chề, phải chịu nhục nhã, nhưng mà bỗng một ngày sau, một năm sau, hoặc là gì, hoặc là một vài tháng sau, họ sẽ vươn lên trở thành một người giàu có đại gia. Nhất là trong cái thời đại mà công nghệ số online như hiện nay. Đấy, thì rất nhiều cơ hội kiếm tiền, rất nhiều cơ hội làm giàu có thể là khiến cho quý vị đổi đời sau một đêm. Đấy, như là gì, chứng khoán, Bitcoin, hay là một số người còn may mắn hơn có cơ hội trúng số đổi đời. Đó. Vậy thì cái cơ may đó thì được tính như thế nào? Và làm thế nào để quý vị có thể nắm bắt được cái vận may? Đó. Và đặc biệt là sau ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, đấy, thì những con giáp nào là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời? Đấy. Thì chúng ta cùng xét nhá. Chúng ta xét đó. Đó là cái vận, một cái vận may cực kỳ lớn, đó là cái vận về thứ nhất là lộc tồn, thứ hai là cái vận thiên tài. Thiên tài. Thiên tài là một, thứ hai là lộc tồn, đó, thứ ba là chính tài. Cái thiên tài và cái lộc tồn ấy, Tử Thông nói về cái lộc tồn nhé. Cái lộc tồn là cái thiên lộc, tức là cái lộc trời đấy, lộc trời đấy, là cái tức lộc trời ban, là cái tức lộc phú ban, là cái cơ may cho chúng ta khi mà đến vận chúng ta có được. Đó. Nhưng sau ngày 10 tháng 3 âm lịch thì nó sẽ là ngày Quý Sửu. Ngày Quý Sửu thì tại bốn vị trí tứ mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thì cái sao lộc tồn nó không đóng. Vậy nên rất tiếc cho tất cả quý vị và các bạn, trong cái thời gian này không ai được cái lộc tồn nó chiếu. Cái vận may thứ hai là cái vận thiên tài. Cái vận thiên tài là những cái tài lộc mà chúng ta không thể nắm bắt được, là những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống, là những khoản tiền bất ngờ mà chúng ta có được. Đấy. Nó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Có thể cái cơ may đó đến từ một cái công việc, một cái việc làm tốt nào đó từ trước đó, thì hôm nay nó mang lại cái kết quả cho chúng ta. Một số người cũng may mắn là cái những cơ hội đầu tư kinh doanh từ trước thì đến thời điểm hiện tại cũng sẽ mang lại cái lợi nhuận. Đấy. Thì đó là cái vận gọi là cái vận thiên tài. Cái vận thứ ba là vận chính tài. Thì chính tài là một cái thứ mà là cái lộc đều đặn do cái công việc mà chúng ta đang làm. Chúng ta làm thường ngày đúng không ạ? Chúng ta làm thường ngày, chúng ta làm liên tục, và cái mức lương hàng tháng mà được trả thì đó chính là cái chính tài. Đó. Đó là những cái vận may mà có thể có được cái tài lộc, có cơ hội trúng số đổi đời. Thì quý vị cũng hiểu trúng số ở đây có nghĩa là gì? Trúng được một cái cơ hội hợp tác làm ăn, trúng được những cái cơ hội kinh doanh, trúng được những cơ hội buôn bán. Và cái đó cũng có thể là chúng ta nắm được một vài cái mấu chốt, một vài cái bí mật nào đó để giúp chúng ta sinh ra tiền bạc. Đó. Vậy thì trong cái thời gian sau ngày mùng 10 tháng 3 thì quý vị biết ấy, nó là ngày Quý Sửu đúng không ạ? Thì ngày Quý Sửu thì ngày này thì không có lộc rồi, không có lộc tồn rồi. Vì là gì? Nó nằm ở vị trí tứ mộ là Sửu. Đó. Sửu là mộ của kim cục nhá. Mộ của kim cục đâm ra là không có tiền. Tiếp theo là gì? Chúng ta xét cái vận thiên tài. Vận thiên tài thì nó tính theo cái thiên can, thiên can. Thì chúng ta có thiên can quý, quý là thuộc thủy. Thủy thì sẽ bị gì? Bị thổ nó khắc. Thổ thì chúng ta có hai cái thiên can là mộ và kỷ đúng không ạ? Mậu thổ gặp quý thủy, mậu thổ mà gặp quý thủy thì nó là chính tài. Nó chính tài đúng không ạ? Thì những người có thiên can mậu thì sẽ gặp được chính tài. Mậu thì là chính tài, tức là những người có đơn sinh số 8 ấy, thì là chính tài. Thì tức là công việc được hanh thông ấy. Còn những người có thiên can kỷ này, tức là đuôi năm sinh ở số 9 ấy, thì gặp được vận thiên tài. Như vậy là xin chúc mừng những người có đuôi năm sinh ở số 9 dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy thì chúng ta cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Thì những con giáp có thiên can kỷ bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên là Kỷ Sửu sinh năm 1949, đúng không ạ? Kỷ Sửu là 1949. Không có ai thuộc hỏa. Thứ hai là Kỷ Hợi là 1959. Là Kỷ Hợi, có ai thuộc mộc. Tiếp theo là Kỷ Dậu là 1969. Kỷ Dậu có ai thuộc thổ.
Tiếp đến là Kỷ Mùi là 1979. Cũng hành thuộc Hỏa. À, Kỷ Tỵ 1989. Cũng hành thuộc Mộc. Và cuối cùng là Kỷ Mão 1999. Cũng hành là thuộc Thổ. Đó. Đó là những con giáp được cái vận thiên tài dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất. Đây là 6 con giáp này. Đó. Vậy thì chúng ta cùng xem là trong 6 con giáp này thì tuổi nào là tuổi dễ có cơ hội trúng số nhất nhá. Thì bây giờ chúng ta cùng xét, để xét về cơ hội trúng số thì chúng ta lại dựa vào cái âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành để chúng ta xét. Thì chúng ta biết ngày Quý Sửu là nó cũng ngoài thường Mộc. Mộc thì sinh hỏa, vậy nên những người mệnh hỏa sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là những người mệnh mộc và thứ ba là những người mệnh kim. Đó. Như vậy những người mệnh hỏa sẽ là con giáp may mắn nhất. Mệnh hỏa ở đây chúng ta có 1979 là Kỷ Mùi và 1949 là Kỷ Sửu. Thì những người tuổi Kỷ Sửu sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 1, Kỷ Mùi xếp vị trí số 2. Những người tuổi Kỷ Mùi ấy thì gặp cục diện là gì? Sửu Mùi là tương xung. Vậy nên trong thời gian này ấy, thì cũng khó gặp được cái may mắn thành công. Vì là gì? Cục diện tương xung nó án ngữ, nó cũng sẽ khiến cho công việc bị bấp bênh, tài lộc thì cũng dễ bị thất thoát và các mối quan hệ xung quanh thì nó cũng gặp nhiều cái biến cố, nhiều cái trắc trở, nhiều khó khăn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ấy, Kỷ Mùi ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Bên cạnh đó, những người tuổi Kỷ Sửu may mắn hơn với những người tuổi Kỷ Mùi vì là được cục diện là ngũ hành tương sinh, lại gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là trong ngày hôm nay thì những người tuổi Kỷ Sửu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi nhất định. Vậy nên để bảo vệ cái may mắn cho mình thì những người tuổi Kỷ Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai là những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì chúng ta có những người 1989 là Kỷ Tỵ và 1959 là Kỷ Hợi. Thì những người tuổi Kỷ Tỵ sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Những người tuổi Hợi, Kỷ Hợi sẽ xếp vị trí số 4. Thưa quý vị, như vậy là gì? Với những người tuổi Kỷ Tỵ thì sẽ may mắn hơn những người tuổi Kỷ Hợi, đúng không ạ? Kỷ Tỵ sẽ xếp vị trí số 3. Do là cục diện là Tỵ Dậu Sửu tam hợp. Cái cục diện tam hợp quý nhân nó cũng tương trợ giúp đỡ. Nó giúp cho các mối quan hệ của những người tuổi Tỵ sẽ trở nên may mắn hơn, thuận lợi hơn, hanh thông hơn và cũng sẽ xuất hiện nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu đối với những người tuổi Kỷ Tỵ. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Tiếp theo thì những người tuổi Hợi cũng được cục diện là Hợi, Tý, Sửu là tam hội. Cái cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi ấy, gặp nhiều cái may mắn, tài lộc thì cũng sẽ dồi dào hơn. Đấy, cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên trong thời gian này những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé. Cuối cùng chúng ta còn những người mệnh thổ đó ạ. Mệnh thổ thì mộc nó khắc thổ. Trong thời gian này chúng ta có tuổi 1999 Kỷ Mão và 1969 là Kỷ Dậu, thì những người tuổi Kỷ Dậu sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Kỷ Mão sẽ xếp vị trí số 6. Những người tuổi Kỷ Dậu được cục diện là Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp, đúng không ạ? Cục diện tam hợp nó cũng sẽ hóa giải bớt cái phần nào khó khăn do cục diện là mộc thổ xung khắc. Bên cạnh đó, cái tài lộc nó vẫn đến, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Kỷ Dậu mang được nhiều cái may mắn tài lộc đến với mình. Vậy nên những người tuổi Dậu ấy thì trong thời gian này cũng sẽ được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ. Vì thế mà gì? Tuy là hơi gặp phải khó khăn trắc trở một chút, nhưng mà cuối cùng ấy, thì vẫn được hanh thông thuận lợi do là được gì? Được quý nhân giúp đỡ nhá. Vì vậy những người tuổi Dậu cũng đừng quên mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Còn những người tuổi Mão thì cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay chúng ta có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Đó. Dễ có cơ hội trúng số đổi đời sau ngày 10 tháng 3 âm lịch năm 2024. Đó là những tuổi sau. 1 là Kỷ Sửu 1949. 2 là Kỷ Mùi 1979. 3 Kỷ Tỵ 1989. 4 là Kỷ Hợi 1959. 5 Kỷ Dậu 1969 và 6 là Kỷ Mão 1999. Thì đây là 6 con giáp được thiên tài chiếu mệnh, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Tiếp theo,
Sau đây thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp cũng sẽ có cơ hội trúng số đổi đời, cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Công việc thì hanh thông, tài lộc thì cũng vượng tiến, đó là những tuổi sau. Đó chính là cái vận mà Tử Thông chia sẻ cùng quý vị, đó là vận chính tài. Con giáp mà gặp vận chính tài trong cái trong ngày mùng 10 ấy, thì đó chính là gì? Những người có thiên can là Mậu. Thiên can Mậu thì có những tuổi sau này. Chúng ta có Mậu Tý là 1948. Có ngày thổ hỏa. Thứ hai là gì? Mậu Tý sang Mậu Tuất là 1958. Có ngày thổ mộc. Mậu Thân 1968. Có ngày thổ thổ. Mậu Ngọ là 1978. Có ngày thổ hỏa. Mậu Thìn 1988. Mậu Thìn là 1988 là ngũ hành thuộc mộc. Mậu Dần là 1998 ngũ hành thuộc thổ. Đó là 6 con giáp gặp cái vận thiên tài. Thì để xét xem trong những con giáp này cái vận chính tài của con nào lớn nhất thì chúng ta lại dựa vào cái quy luật tương sinh của ngũ hành, đúng không ạ? Chúng ta biết ngày Quý Sửu thì ngũ hành thuộc mộc, mộc sinh hỏa. Vậy nên những người mệnh hỏa sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Mệnh hỏa chúng ta có tuổi 1948 Mậu Tý và 1978 là Mậu Ngọ. Thì những người tuổi Mậu Tý sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 1, Mậu Ngọ xếp vị trí số 2. Tuổi Mậu Tý thì được cục diện là Hợi Tý Sửu là tam hội. Được tam hội nó nâng đỡ nên là gì? Cái vận quý nhân nó cũng cao. Thứ hai là gì? Những người tuổi Mậu Ngọ là 1978. Đấy. Thì lại gặp gì? Sửu và Ngọ là lục hại nên là cái vận may nó cũng sẽ kém hơn những người tuổi Mậu Tý 1948. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn ấy thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Với những người tuổi Tý thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn. Còn những người tuổi Ngọ thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo, đến những người mệnh Mộc thì chúng ta có tuổi 1958 là Mậu Tuất và 1988 là Mậu Thìn. Nói chung ấy, Thìn Tuất Sửu Mùi là tứ hành xung nên là những người tuổi Mậu Tuất sẽ may mắn hơn. Đó. Những người tuổi Mậu Thìn thì với một cục diện tương phá, đây là con giáp may mắn thứ ba này, Mậu Thìn là thứ tư. Đó, cục diện là Thìn Tuất tương xung, đâm ra là trong thời gian này những người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất thì cũng gặp khá là nhiều khó khăn trắc trở đấy, do là bị gì, bị tứ hành xung. Vì thế mà để hóa giải cục diện này ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Tuất thì sẽ là Dần Ngọ Tuất và với những người tuổi Thìn thì sẽ là Thân Tý Thìn nhé. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân được thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nó cũng sẽ giúp cho mang lại cái may mắn tài lộc nhất định đối với bản thân. Cũng như là gì? Giúp cho vận trình tài lộc nó được hanh thông hơn, quý nhân cũng sẽ giúp đỡ, giúp cho mọi việc được trôi chảy, thuận lợi và may mắn. Cuối cùng là những người mệnh thổ đó. Mệnh thổ chúng ta có tuổi 1968 là Mậu Thân và 1988 là Mậu Dần. Thì nói chung hai tuổi này, những người tuổi Mậu Thân sẽ may mắn để xếp vị trí số 5 và Mậu Dần sẽ xếp vị trí số 6. Trong thời gian này những người tuổi Dần, tuổi Thân thì bị cục diện là mộc thổ là xung khắc, bị cục diện ngũ hành nó khắc, đâm ra là nó cũng gây ra những cái trở lực, những cái khó khăn nhất định. Vậy nên là quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được tương trợ giúp đỡ. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái những con giáp mà có vận chính tài này nó cũng cực kỳ may mắn nhá, cực kỳ may mắn, cũng dễ có lộc trời ban, cũng dễ có cơ hội là kiếm được bạc tỷ trong tay khi mà nhận được những cái hợp đồng lớn, khi mà ký kết được những cái mối làm ăn lớn đó. Vậy nên những người mà được cái chính tài nó tương trợ giúp đỡ thì cũng có lộc làm ăn, cũng có được cơ may, có được tiền bạc tài lộc đầy mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn đấy, dễ có cơ hội trúng số đổi đời sau ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày Quý Sửu. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.